Kính thưa ban giám khảo, ban tổ chức cuộc thi, em là phát thanh viên năm 2024. Em tên là Lê Thảo Tâm, năm nay em 10 tuổi, hiện tại em đang học lớp 4 tại trường tiểu học Vĩnh Phong 4. Em rất yêu quý ngôi trường này với bao nhiêu kỷ niệm vui và tình yêu thương chăm sóc của thầy cô dành cho em. Sở thích của em là vẽ tranh, ca hát, đặc biệt là được làm MC. Từ bé, em rất hâm mộ hình ảnh các cô chú anh chị dẫn chương trình hay là làm MC trong các cuộc thi. Ước mơ của em là một ngày nào đó, em cũng sẽ đứng được trên sân khấu giống như họ. Cuối cùng, ước mơ ấy cũng đã trở thành hiện thực. Khi em biết đến hội thi, em là phát thanh viên do Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang phối hợp với Nhà thiếu nhi tỉnh Kiên Giang tổ chức. Em rất vui và háo hức vì được thử sức của mình trong cuộc thi này, với mong muốn được chia sẻ kỹ năng giao tiếp, nâng cao trí thức và làm lan tỏa tình yêu thương đến cho mọi người xung quanh. Em cảm ơn ban giám khảo, ban tổ chức đã tạo nên cuộc thi này để cho chúng em có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với tất cả các bạn tham gia hội thi và giúp chúng em thực hiện được ước mơ của mình. Cuối lời, em xin chúc sức khỏe ban giám khảo, ban tổ chức, kính chúc hội thi thành công tốt đẹp.